Chiều ngày 7 tháng 12, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị Ủy ban dân thị xã Đông Triều, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi khối trung học cơ sở cấp thị xã năm học 2018-2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Văn Diềm, Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã, đồng chí Lê Thu Trà, Thị ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng toàn thể các đồng chí trong ban giám hiệu và 286 đồng chí giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi đến từ 23 trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở năm nay có 306 giáo viên đăng ký dự thi với 3 nội dung: thi sáng kiến kinh nghiệm, thi năng lực và thi thực hành giảng dạy. Theo đánh giá chuyên môn ở phần thi sáng kiến kinh nghiệm, đa số giáo viên rất quan tâm và đầu tư cho nội dung sáng kiến kinh nghiệm, thể hiện qua việc lựa chọn các đề tài thiết thực, đưa ra được giải pháp để giải quyết vấn đề phù hợp thực tế. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm xoay quanh các nhiệm vụ trọng tâm trong giáo dục, thể hiện tâm huyết của giáo viên đối với học sinh trong quá trình giảng dạy. Với phần thi năng lực được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Kim Sơn, các đồng chí giáo viên dự thi đã thể hiện được năng lực của bộ môn thông qua những câu hỏi đòi hỏi phải có sự hiểu biết chuyên sâu của bộ môn, thật chắc chắn về kiến thức, vững vàng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi tại nhà trường. Với phần thi thực hành giảng dạy, hội thi được tổ chức lần lượt tại 5 cụm trường và 9 địa điểm dự thi. Các giờ dạy mà giáo viên mang lại đều thể hiện tính khoa học từ khâu thiết kế bài dạy cho đến tổ chức các hoạt động trên lớp cho học sinh. Các bài giảng được xây dựng từ những ý tưởng hết sức sáng tạo với những bước đi mới mẻ, lối tổ chức cho học sinh tiếp cận và chiếm lĩnh trí thức linh hoạt, nên giờ dạy không chỉ đảm bảo dạy chắc, dạy sâu mà còn đạt độ dạy hay, đạt độ nghệ thuật trong dạy học. Kết thúc hội thi đã có 286 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2018-2019. Có nhiều trường tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đạt cao trên 80% của tổng số giáo viên trong nhà trường. Cũng từ kết quả hội thi, ban tổ chức đã chọn 12 cá nhân đạt kết quả xuất sắc thông qua 3 phần thi để khen thưởng, 5 cá nhân có tuổi đời cao nhất và thấp nhất để tuyên dương tại buổi tổng kết. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ tổng kết, đồng chí Lê Thu Trà, Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, chúc mừng 286 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi năm học 2018-2019. Đồng chí tin tưởng, tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh sắp tới, sẽ có nhiều đồng chí tham gia dự thi và đạt kết quả cao để khẳng định bản lĩnh, sự tự tin của giáo dục Đông Triều, luôn là đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục trong việc thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế như trong nghị quyết số 29 NQTU của Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 đã xác định.